Hôm nay mình nhận được quà Tết của mẹ gửi từ Việt Nam sang. Cùng mình xem trong này có gì nhá. Mà các bạn biết không, mẹ mình bảo là gửi hàng qua IMS theo chiều Việt Hàn, giá cước rất rẻ, chỉ từ 68k một cân thôi, mà còn được hỗ trợ thủ tục hải quan rất là nhanh chóng. Ê, để xem trong này có gì nhá. Ôi, bánh này, cà phê, cái gì đó, mứt sen, hạt điều, ủi, mít. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa. Nhìn những cái món quà này mình nhớ nhà quá các bạn ạ. Cũng may là phí cước rẻ nên mẹ mình mới gửi được cho mình nhiều đồ như thế này. Còn đây là cái váy. Mình có nhờ IMS đặt hàng qua sàn thương mại điện tử rồi ship luôn sang đây cho mình. Giờ để mình, lát mình sẽ thử sau. Điều mà khiến mình bất ngờ nhất về IMS đó là giao hàng rất nhanh. Mẹ mình mới gửi hàng từ thứ hai, mà hôm nay là thứ tư mình đã nhận được hàng rồi. Thế nên là nếu mà bạn nào đang ở xa thì có thể cân nhắc gửi hàng qua IMS giống mẹ mình nhé.